Xin chào các anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho một số các anh chị và các bạn chúng ta cái thao tác chúng ta định dạng cái trang in ở trong trong Excel nha các anh chị nha. Đây là một cái file Excel của một bạn học viên có gửi file cho mình. Thì khi mà các anh chị chúng ta mới bắt đầu chúng ta làm quen với tin học văn phòng á, chúng ta in ấn ra nó cũng là một vấn đề đó các anh chị ha. Chúng ta nhập văn bản rồi, chúng ta soạn văn bản rồi, ở trong Word thì dễ rồi, còn trong Excel này các anh chị thấy số hàng số cột nó như vậy, nó rất là nhiều, mà nếu như chúng ta không có để ý, chúng ta cứ để như vậy, chúng ta in ra thì nó sẽ mất hàng mất cột, nó sẽ không có được đầy ở trên cái trang. Thì hôm nay cái video này mình sẽ hướng dẫn nhanh thôi cho các anh chị chúng ta thao tác để chúng ta gom gọn lại cho cái trang in của chúng ta nó được đầy đủ, nó được hoàn thiện, nó cũng đẹp hơn nha các anh chị ha. Rồi, ở đây mình hướng dẫn cho các anh chị để thao tác. Chúng ta vào cái menu file, ở đây các anh chị chúng ta vào menu file và chúng ta chọn print. Chúng ta chọn print đây các anh chị. Khi các anh chị chúng ta chọn print thì các anh chị thấy ở bên này cái file làm việc của chúng ta nó có một nửa các anh chị, có một nửa thôi. Đó. Giờ rồi mà các anh chị bấm vô dấu mũi tên ở đây nè, chúng ta thoát ra lại nè. Các anh chị thấy ở chỗ này mình phóng to cho các anh chị thấy nó có một cái đường nét đứt xuống như vậy. Đó, nét đứt xuống như vậy. Excel đã định dạng cho chúng ta, đã chỉ cho chúng ta đây là cái trang văn bản, cái trang A4 của chúng ta là nó chỉ có nhiêu đây thôi nè các anh chị nè. Đó. Nó chỉ có nhiêu đây thôi nè. Nhưng mà cái phần bên này của ta là nó sẽ qua trang 2 rồi. Khi chúng ta in thì nhiêu đây nó sẽ ở trang 1 và cái phần bên này nó sẽ qua trang 2. Đó, mình bấm lại để cho các anh chị hình dung được. Mình bấm file, mình chọn print. Ở đây các anh chị ta thấy ở dưới này là trang 1, op 2. Đó, trang 1 chúng ta sẽ có nội dung này. Và khi mình bấm vào trang 2, trang 2 nó sẽ có nội dung này. Đó các anh chị nha. Vậy thì mình sẽ thoát ra lại. Như vậy thì khi mà mình in ra như vậy nó không có theo, nó không có theo thứ tự, nó không có nằm trên mình, rất là khó. Thì ở đây chúng ta có một cái cách là các anh chị thấy cái trang của mình, trang giấy của mình nó đang định dạng ở khổ dọc. Bây giờ mình định dạng cho nó ở khổ nằm ngang, cái nằm ngang tờ giấy lại thì có thể là nó vừa hết những cái nội dung ở trên trang này nha các anh chị nha. Để định dạng cho trang nó nằm ngang lại, ở đây mình chọn bay layout nè các anh chị nè. Đây chức năng bay layout nè các anh chị. Ở đây nó có cái orientation nè các anh chị, chúng ta bấm vô đây và các anh chị chọn là landscape này các anh chị. Đó, lại khổ giấy chúng ta nó sẽ nằm ngang. Đó, nó nằm ngang. Thì các anh chị thấy nằm ngang là nó ra được tết ngoài này rồi. Còn có một cột nữa nè. Nhưng các anh chị nha, thì mình vô menu file này các anh chị, vô menu file, mình chọn print. Ở đây các anh chị thấy cái trang giấy của chúng ta đã nằm ngang rồi. Đã nằm ngang rồi. Nhưng mà dưới này các anh chị thấy là xuất hiện 1 của 3. Đó. Thì mình bấm qua cái trang số 2. Mình thấy cái trang số 2 nó còn dư dòng số 8. Đây các anh chị. Đây. Mình bấm qua trang số 2. Mình thấy trang số 2 nó còn dư dòng số 8. Mình bấm qua trang thứ 3. Nó còn dư cái cột tiền ở đây. Đó các anh chị ha. Nên mình thoát ra lại cho các anh chị coi cái file của mình. Đây cái đường kẻ của chúng ta ở đây. Tự nhiên cái dòng số 8 nó xuống dưới dòng. Cái này có một dòng thì dễ thôi các anh chị. Nha. Ở chỗ này nó còn trống nè, các anh chị xóa cái dòng này đi là dòng nó sẽ lên thôi, thì cũng dễ. Hoặc là trên tiêu đề chúng ta còn trống nè, các anh chị xóa một dòng đi lên, xóa một dòng này đi thì nó sẽ cái dòng này nó sẽ lên trên trang này là dễ rồi. Nhưng mà còn cái cột tiền của chúng ta nó nằm ở bên này, nó nằm ở bên nó còn dư ra một trang thứ hai như vậy. Đây thì còn thêm một cái thao tác nữa để mình hướng dẫn thêm cho các anh chị. Chúng ta lại tiếp tục chúng ta vào file. Thì cái phím tắt mà để vào file và print là mình bấm tổ hợp phím Ctrl và chữ T phở nha các anh chị nha. Cái chữ T phở viết tắt của chữ print á, mình bấm Ctrl T là nó cũng ra cái hộp thoại in ấn cho mình nha các anh chị nha. Thế thì ở đây các anh chị để ý ở dưới này, mình ở đây cho nhanh này các anh chị, mình hay chọn là show cái mặt riêng này lên nè, mặt riêng này lên các anh chị thấy rất là, mình bấm vô đây mình thấy các anh chị trên cái trang in chúng ta xuất hiện những cái đường thước kẽ như vậy. Ở dưới cái này các anh chị có thể kéo lên một xíu nè, các anh chị thấy là cái dòng số 8 của mình nó đã hiện ra đây nè, mình kéo xuống một xíu các anh chị, nên cái dòng số 8 mình nó hiện lên đây nè. Và dưới này mình chỉ còn có hai trang nha các anh chị. Cái trang số 2 của mình sẽ là cái cột tiền các anh chị ha. Nên mình quay trở lại về cái trang 1, quay trở lại về trang 1 đây các anh chị. Hai bên trái và bên phải, bên left và bên right chúng ta vẫn còn có vùng trống. Các anh chị kéo qua một xíu nữa, bên này cũng vậy, mình cũng kéo qua một xíu nữa này để cho cái cột tiền nó lên trên cái trang này luôn nha các anh chị nha. Nè, mình kéo qua một xíu đây các anh chị. Vậy khi mình kéo qua như vậy thì cái cột tiền nó đã lên cái trang của mình, và lúc này dưới này Excel đã gom lại thành một trang
đấy. Nên khi các anh chị in ra cái trang này ra thì cái trang này nó sẽ nằm ở trên gọn trên một mặt giấy, nó rất là tiện cho chúng ta nha các anh chị nha. Nhưng mà ở đây các anh chị thấy là mình đã kéo ra nó sát ngoài mép quá rồi, rất là sát ngoài mép rồi. Nếu như các anh chị nào mà đóng sấp hồ sơ em ta bấm ghim lại thì khả năng là ở ngoài mép này người ta bấm ghim thì sẽ khó mà đọc được cái nội dung này. Nên mình sẽ thao tác, mình sẽ kéo bên này nó vào một xíu các chị nha. Mình kéo bên này nó vào một xíu, mình chừa cái lề ra một xíu cho nó rộng xíu cho các chị. Rồi anh chị quay trở lại nha, các anh chị thấy được là ở cái nội dung tiền chúng ta nó vẫn còn nội dung trống. Đấy, chỗ này cũng vậy, giá vẫn còn trống, thuế cột này nội dung chúng ta vẫn còn rộng quá, mình chỉ gom lại nó một xíu nữa thôi là nó đủ nha các anh chị nha. Thì cái thao tác gom của mình, nếu mà các anh chị mà kéo nó như vậy nè, kéo như vậy nó sẽ mất chữ như vậy nha các anh chị nha. À, nó sẽ mất như vậy, mình bấm trở lại, kéo vậy nó sẽ mất. Ở đây có một cái thao tác mình hướng dẫn như các anh chị để chuột lên trên cái đường kẻ trên cái cột này nè. Khi các anh chị để chuột lên thì anh chị sẽ thấy được là nó sẽ xuất hiện cái dấu mũi tên hai chiều như vậy. Các anh chị nhấp nút chuột vô là tự động nó gom cột vào cho mình. Đó, mình thực hiện cái thao tác nhấp nút chuột vô là nó gom cột cho mình. Các anh chị đây cũng vậy, cột thuế cũng vậy, mình nhấp nút chuột nó tự gom vào cho mình nha các anh chị nha. Thì lúc này các anh chị thấy cái đường kẻ của mình nó đã ra ngoài cái cột tiền rồi, tức là cái trang đầu tiên, cái trang số 1 nó sẽ gói gọn ở trên một mặt giấy rồi. Mình bấm tổ hợp kiếm phím Ctrl T để mình xem. Đây các anh chị, nó nằm gọn trên một trang giấy rồi. Đây chúng ta in ra là nó vừa trang, rất là đẹp nha các anh chị nha. Rồi giờ việc chúng ta chưa bấm in ra là máy in nó sẽ in thôi các anh chị ha. Thì đây chính là một cái dạng đơn giản là khi chúng ta có một cột chúng ta qua trang số 2, hoặc là khi chúng ta có một cái dòng nó qua một cái trang khác thì các anh chị có thể thực hiện cái thao tác matching được đó. Nhưng mà ví dụ ở đây mình có cái bài tập số 2 thì các anh chị, bài tập này tương đối dài, cái bài này tương đối dài nên các anh chị khi mình bấm Ctrl P này các anh chị nè, đây mình sẽ bấm show frame review, anh chị thấy đây cái trang nó đang nằm dọc đấy, và dưới này nó có hai trang, trang 1 là như vậy, trang 2 là nội dung này. Giờ mình cũng không muốn như vậy luôn, mình sẽ thoát ra đây, mình sẽ chỉnh trang giấy cho nó về nằm ngang. Mình vẫn chọn menu bay layout và mình chọn đây trang nằm ngang landscape như các anh chị nha. Mình chọn trang nằm ngang, thì mình chọn trang nằm ngang thì các anh chị thấy tới đây này, cái đường kẻ của mình nó ở đây nên mình phóng to cho các anh chị thấy. Cái đường lề của mình thì lề giấy mình nó ở đây, vậy nó còn dư tới ba cột như các anh chị nha. Ở phía dưới này mình tương đối đủ rồi, phía dưới mình không có bị tràn ra, mình không có dư ra nên cũng được, nhưng trên này dư tới ba cột. Vậy thì vẫn tiếp tục cái hướng dẫn hồi nãy đấy, mình sẽ chọn vào cái show, mình sẽ show cái margin ở đây lên nha các anh chị nha. Khi anh chị show margin lên các anh chị thấy này nó cũng sát quá rồi, quá là sát rồi. Giờ mà chúng ta kéo ra nữa, chúng ta in nó sẽ sát cái chữ ra ngoài, nó sẽ mất chữ nha các anh chị nha. Sát quá rồi, mình không có kéo ra được nữa. Thế thì còn một cái thao tác nữa anh chị, nếu như mà các anh chị bấm như vậy chúng ta gom vào thì chúng ta cũng vẫn chưa gom được nè các anh chị này. Nhưng mình đây mình gom mà cũng chưa gom được nè, con số nó dài nha các anh chị nha, không gom được, không gom được mấy, con số nó dài. Thì các anh chị ở trên này nó còn có một cái chức năng nữa các anh chị, scale. Đây mình phóng to nó ở trong cái menu bay layout các anh chị, và các anh chị thấy ở đây nó có cái chức năng scale. Ở đây nó đang hiện tại nó đang là 100%. Đây các anh chị mình bấm xuống một lần nó sẽ xuống 5% các anh chị, mình bấm xuống nó ra 95 rồi, mình bấm xuống nó ra 90 thì các anh chị thấy là của mình nó được qua bên này một cột rồi nè, mình chỉ còn cục thuế với cục thực lãnh ở bên này thôi anh chị. Đó, ta tiếp tục. Đấy, mình bấm xuống, vậy mình bấm xuống khoảng 85 thì nó là dư rồi anh chị, 75 mình lên 80 rồi anh chị. Đó, 80 thì nó còn dư cục thực lãnh đây, thực ra nó còn một ít như vậy nó cũng dễ các anh chị, cái cột thứ tự là mình kéo nó sát vào hơn nè. Vậy thì các anh chị thấy được là cái cột thực lãnh của mình nó đã nằm trọn trong một trang giấy rồi. Mình bấm Ctrl B, bấm Ctrl B lên. Đây các anh chị, vậy thì của mình cái nội dung của mình nó đã nằm gọn trên một trang giấy rồi. Nhưng các anh chị thấy được là cái nội dung trong này thì nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ nhỏ hơn cái nội dung lúc ban đầu ha các anh chị ha, nhỏ hơn lúc ban đầu. Lý do lúc ban đầu, lý do của chúng ta là 100%, scale của chúng ta là 100%, nhưng bây giờ mình đã thu nhỏ lại 80 để cho nó vừa. Trường hợp này áp dụng đối với những cái danh sách, những cái bảng biểu mà nó hơi dài nên mà chúng ta buộc phải in nó trên một trang A4 nha các anh chị nha, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng scale này.
scale này chúng ta dùng nó nhỏ lại đấy, về để cho nó gọn trên một cái trang giấy. Thì về mặt hình thức thì cũng tạm được, nhưng mà nếu như mà nó nhiều quá thì các anh chị cũng phải cân nhắc chúng ta chia ra, hoặc chúng ta sử dụng khổ giấy lớn. Chứ còn nếu như mà ở trên trang A4 mà chúng ta để rất là nhiều nội dung vậy, chúng ta scale lại nhỏ thì rất là khó coi nha các anh chị nha. Vậy thì ở video này mình đã hướng dẫn cho các anh chị chúng ta cái cách thiết đặt định dạng lại cái trang in ở trong Excel để chúng ta in sao cho nó vừa trong cái khổ giấy, nó gọn ở trong một mặt giấy, chúng ta tiện theo dõi cái nội dung. Thì nếu như mà các anh chị còn có thắc mắc gì thì các anh chị cứ liên hệ, mình sẽ cố gắng giải đáp giúp cho các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những bài hướng dẫn tiếp theo.